Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói ngoài đi. Xin chào bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tâm mỏi các bạn. Chẳng ai chìm được không? Bên tường đọc hết, mà hẹn gặp quá anh chỉ đọc. Anh cùng một mã nào cao hơn nữa không? Hết rồi, đâu nữa các bạn. Có Pharisi bụng này. Có Pharisi bụng này. Anh Cường. Rồi. Cái mã vừa mèo đây có Pharisi bụng này. Pharisi thì em còn biết chứ. À thì chả Pharisi mạnh. Không Pharisi thì em còn chuẩn bị tiền để trả tiền ship, mà tiền ship đắt vai. Trả tiền ship đắt nhất còn. Tiền ship toàn hai mấy nghìn, ba mấy nghìn. Một rưỡi. Em thiếu áo quá đây. Em có cái áo trên shop ấy TikTok rồi. Nhưng mà trên đấy nó không có sẵn cả. Thế thôi em không mua bộ nữa nhỉ, em mua áo riêng nhỉ. Thế thôi em không mua bộ nữa, em mua áo riêng nhỉ. Hay là thôi không mua bộ nữa, mua áo gì nhỉ? Ơ hôm nay em đặt áo riêng. Không mua bộ nữa. Chịu. Mượn cái. Cha lại mượn lời. 5 phút. Đâu? 5 phút. Từ ra, nhà ra. Phải mẹ được. Nhà cũng như trở nhiên nữa. Đang ở mẹ xó giữ đi mẹ. Rồi. Giết người. Bỏ cái áo cứ đi, em nhận gặp áo. Bật lên, ấn lên, cua lên để lấy tôi vào xoay cho các bạn. Tiếc nhỉ, cái áo này không đặt được riêng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôi nói lên, vuốt màn hình lên. Vuốt lên, vuốt các bạn. Vuốt lên rồi. Đấy, bật lên cho nó.
Được chưa? Như vậy rồi, chưa? Vậy lại làm gì lại mất rồi.